Dạ, thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. À, hôm nay thì đang có mặt ở quán cà phê của Thủy. Thủy có mặt quán cà phê của Thủy. Dạ, bây giờ thì nãy giờ mấy chị em uống cà phê rồi, bây giờ thì đi bắt gà để chuẩn bị chế biến món ăn. Nhưng mà chuẩn bị cơm chiều. À. Nhưng mà bây giờ mình làm món gì nè? Món gà hấp xả đi. Gà hấp xả ha. Gà hấp xả rồi nè. Trời ơi, em không biết giờ mấy anh chị thích món nào. Ở đâu có sẵn vậy? Vườn ở quê mà. Nhiều đây quê hấp quê cái gì cũng có. Nhiều đây hấp còn 8 con gà. Từ gốc tới ngọn ha. Hấp 8 con gà. Dạ xin chào bà bác, kính chúc bà bác nhiều sức khỏe. Ở đây là ở xã gì ta? Sáng hôm nó xã gì Bình Ân. Ấp Bình Ân. Xã Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An. Châu Thành Long An, và ông bác nhìn xung quanh ở đây toàn là trồng thanh long không à. Dạ, đặc điểm dễ nhận biết nhất. Ở miền Tây hình như trồng thanh long là nhiều, là chỉ có ở Châu Thành, Long An với lại chợ gạo Tiền Giang đúng không ta? Đúng không? Dạ. Cũng có nhiều nơi trồng nữa nhưng mà nhiều nhất vẫn là ở Long An, Châu Thành, Long An dạ. Và chợ gạo Tiền Giang. Còn ở ngoài miền Trung thì ngoài có mấy có Bình Thuận. Ôi mưa rồi. Mưa nhưng trời vẫn nắng. Dạ. Trời lúc nắng lúc mưa bọn bác. Dạ bữa nay là về dưới chỗ Thủy chơi bọn bác. Thủy là đạt giải nhất của tập 1 ngôi sao miệt vườn mùa 3. Đó, ghé thăm em đó, bữa nay được chiêu đãi quá trời món ngon. Rồi sáng là cũng nhiều món, có gà nấu cháo. Giờ tới là về đây là nhà của anh hai, ông nuôi gà thả vườn rồi ông làm quán cà phê cũng đẹp lắm nha. Dạ. Đó cho nên là giờ là ảnh kêu ăn phụ phụ ảnh á, chứ một mình ăn không hết, nuôi gà quá trời luôn. Bây giờ giao cho hai chị em đi mần nướng hả? Rồi xíu anh phụ, bây giờ anh phải tập nhạc không phải làm biến nha. Cái này thiệt à? Dạ. Vô mình vô trong đi. Anh tập nhạc để cho thứ 7 ngày 24 tháng 8 ngày 24 là Thủy sẽ biểu diễn ở hội quán. Dạ. Hội quán ở sân vườn. Vậy là bây giờ tụi em làm đi làm gà ha. Ừ. Rồi, đi mần con gà. Đi mần con gà. Ừ, không phải đi làm gà. À đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Nói chuyện là lúc nào phải suy nghĩ lại. Dạ được. Được không? Được. Nướng à, làm gì nướng đi ha. Nướng đi. À, nướng đi rồi anh giật bài xong rồi cái xíu rồi anh phụ. Dạ. Ôi rồi. Vậy nướng mà anh đi nhổ xả chi nè. Nướng xả. Anh tính ăn. Nướng xả. Đại cảnh đây vòng vòng đẹp không bác? Ở này cây thanh long nè. Quá à. Trời vườn thanh long bạc ngàn luôn. Ở sau vườn thanh long là vườn dừa. Ồ vườn dừa mênh mông luôn. Đó, ông trời ông đang mưa mà ông nắng. Ủa đang có chùm nhãn đã, nãy giờ ai phát hiện ta? Em thấy mà tại chưa chín á. Chín rồi. Xin trái nha. Chín nè. Ngon ghê luôn á. Nhãn ngon lắm nè, nhãn long ngon lắm nè. Nhãn nãy giờ hiếm lắm á anh. Ít có trồng. Ở dưới ông cụ non đầy luôn. Vậy hả? Ừ. Em ở Vĩnh Long bữa nào em ghé em thăm ông cụ non đi. Dạ. Bữa ông cũng nhắc em á. Ông cụ non. Thương vừa đã ghé thăm bá Hồng rồi. Còn ai nữa ta? Mới cháo à. Ừ, chế trắng cháo. Còn thầy giáo với lại ở Long An, ở An Giang. Con anh ở sao quá. Anh ở Hà Nội. Ừ. Với một người nữa. Còn Bắc Nam Lộc thì mấy đứa nhỏ thăm rồi. À. Ừ. Còn qua tập 2 là có 5 cặp thí sinh một á. Mà cũng có một con thí sinh nhí cũng rất là dễ thương nữa. Khu vườn cũng nghĩ là bạn ấy cũng sẽ cũng tạo bất ngờ cho quý bà con bác đó. Bạn ấy hát rất là hay luôn. Bạn nhí hát rất là hay luôn. Hay so với độ tuổi của bạn. Dạ. Đó, độ tuổi của bạn á. Chứ còn mình thật sự mình cũng không dám mà khen dạ. Độ tuổi đó là bạn hát là ok. Theo em thì em thấy hay. Dạ. Đúng không? Âm nhạc là cảm xúc của mọi người dạ. Mà. Mình thấy hay nhưng người khác ta thì người ta hát không hay, mà đối với mình thấy hay. Rồi giờ hai chị em mần nướng ha. Dạ. Rồi ok. Rồi đó, nhiệm vụ cho hai chị em. Rồi anh đi tập nhạc. Nhiệm vụ của Khương Dừa là giờ đi tập nhạc với anh nhạc sĩ Phạm Hà nha bà ông bác. Chắc rồi. Ôi lửa nó cháy quá rồi nè bà con cô bác. Cái này là chuẩn bị cho gà lên nướng được rồi đó. Nãy giờ thì ở đây thì lo thì nướng bắp với lại canh thang, còn Huy nó đi làm gà. Ủa xong rồi hả? Dạ. Ờ đi rồi, vậy để lên nướng luôn đi. Ok. Rồi bỏ lên. Đây con gà mới vừa ướp xong cô chú anh chị ơi.
úp nó xuống hay lật lên vậy? Mày lật lên trước. Ờ. Hai con gà. Sơ qua một cái. Trời ơi, mới để lên là nghe nó bắt đầu hực mùi thơm lên rồi đó. Ừ. Quy lúc này sắp trở thành đầu bếp rồi. Ấy xong cho nướng luôn. Thôi cái này để cái trứng. Ủa cái này nóng quá. Cái này lát mượn cái đồ gấp đó luôn đi. Rồi. Cho chị mượn cái đồ gấp nha. Thôi cái này mình cho lên sau đi ha. Cái này thì nó mau chín. Đem chở đâu? Ừ chở đi. Có con cây gấp hả? Đúng rồi. Chở ấy lại cái mặt kia nó bắt đầu nó cháy rồi. Nhiều khi ăn mấy cái bắp nhà nè, cà nữa nướng chứ nó còn ngon hơn ăn gà nữa bà con cô bác. Trời lạnh lạnh ăn mấy cái này đã, phải có khoai ha. Có khoai nó bỏ lên nướng ngon. Nướng cà không chị? Đưa cà lên nướng. Thôi từ từ đi. Tại cái này nó nhanh chín mà. Giờ mình nướng cái này, chủ yếu là cái này nè, này lâu nè. Này lâu nè, này lâu. Thơm quá. Này ướp nước tương. Ướp nước tương hả? Hai con gà làm cũng nhanh ghê á. Ừ. Gà thì nhanh hơn vịt. Rồi cái đó sao biết nó chín ta? Chắc cái nó cháy hết rồi, cái này mình thử nó. Nó cháy đen hết, cái mình gỡ, mình lột cái thử ha. Đúng rồi. Trời ơi, cái bếp này thấy vậy chứ hồi nướng được nhiều thứ lắm á. Ừ, nó nóng lắm á. Ừ. Gà này tính ra làm cũng nhanh mà con cô bác nãy giờ mới làm chút xíu là xong hai con gà rồi. Ở đây mình nướng không khí mát mẻ dễ sợ luôn á, mà khung cảnh cũng đẹp nữa. Đứng nướng gà mà nó chiêu dễ sợ luôn. Bữa nay trời mới mưa xong á, nó mát ghê luôn. Mát mẻ. Không, cái này chị để hơi để mép mép ngoài chắc được. Được chị. Còn này lát trộn với cái nước gà nãy đi thiệt. Nước gà nãy còn đúng không? Còn. Cái đó để lát nướng sau. Chút nữa lấy bắp xuống rồi cái không cái mình nướng. Đồ nướng hấp dẫn mà con cô bác. Nhưng mà chị không biết ăn cái cà này nha. Em cũng vậy, em đâu ăn cà đâu. Nhìn đẹp vậy chứ chưa biết ăn. Hồi đó giờ thì không biết ăn cà. Nhưng mà nướng lên chắc ngon lắm. Làm như các loại cà luôn đều không biết ăn, chỉ biết ăn mỗi loại cà pháo thôi. Cà pháo là cà pháo phải mau ngâm. Ngâm mới ăn được chứ ăn sống cũng ăn được luôn. Chưa đâu chị ơi. Cái mặt này nè, đó. Chưa này mới chở. Giờ để cho nó khô da hết á. Mình kia hát hay quá ha. Trời ơi, vừa nướng vừa nghe nhạc nó sướng quá trời luôn rồi, còn gì nữa. Bên kia đang giờ khác, còn bên đây thì nướng gà bà con cô bác. Lát nữa chị em mình nướng xong cho mình ăn luôn. Mình chừa cái này để cho người ta bắp với lại cà. Ai bắt được cái gì ăn nấy phải không? Ủa chở sớm vậy hả? Dạ, chở để nó khác. Phải chở liên tục vậy nè. Nướng trong cái lu á thì nó đỡ chở. Vàng ẻo rồi đó. Vàng nhanh ghê không? Để cho anh lát nữa chừa cà chứ chừa bắp cho bỉnh ăn. Hai chị em mình hai con gà. Em ăn con bự cho, chị ăn con nhỏ đi. Nó chơi vậy thôi chứ bữa con gà nướng lu có phải lớn và một người ăn cũng nổi, bữa nay con này gấp đôi. Con này gà nồi mà bữa hôm mình nướng gà tre. Ừ. Đúng không? Gà nó chỉ nhanh chín. Ừ. Bù bơ qua cái này chín. Nóng lắm á, nó mới được vàng như vậy nè. Gà mới để lên chừng hơn 5 phút chứ gì ta. Ừ. Là đã vàng hiểu rồi. Bây giờ mình để cho nó chín luôn ở dưới mình mới lật được cái da. Ừ, thơm ha. Lát nữa cái này chín thì bỏ cái đó lên là vừa. Ừ. Này cũng lâu chín hơn. Để xếp xếp lại. Anh nhìn gì anh Khương? Nhìn hai con gà coi nó chín chưa. Thơm. Trời ơi,
ngồi ngồi bên kia mà chịu không nổi luôn. Thơm ơi là thơm. Không có cái gì mà nó thơm mà nó quyến rũ bằng cái mùi thịt nướng gà, gà Thái Dương nữa. Hai chị em giỏi thiệt. Mở ra đi, mở ra giới thiệu bằng bác ơi. Rồi rồi vô đây, vô. Wow. Ôi, chín rồi. Khéo thiệt chứ. Hay ghê. Quá hay. Bắp này chắc cũng chín rồi quá. Mè chín chưa? Cái mè chín rồi đó. Mè chín rồi, lấy ra để nó lên để nó khô quá. Thơm quá. Biết sao không, cái gì mà mấy anh chỉ nuôi được sẵn á, mình xuống cái mình bắt lên mình nướng nó ngon lắm. Chưa đâu chị ơi. Chưa hả? Chín chưa? Chín chín rồi, chín chín rồi. Sao em thấy giống như nó chín rồi nha. Chín rồi. Chín anh Khương ơi. Chín rồi. Ồ. Lấy cái dĩa. Dĩa đi, chuẩn bị được. Để chưa? Chuẩn bị. Chuẩn bị qua bên bảnh ráp lại con, tôi còn một bài hát nữa là xong rồi đó. Hai bài là rất là hay được. Lụm đi. Để cho dạ, bỏ lên cho nóng mà lột. Anh hai. Dạ cô cảm ơn anh nha. Dạ anh có chuyện anh về trước đi anh. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ anh về trước nha. Dạ. Dạ không có hận phải không? Dạ dạ không có, cảm ơn anh có công chuyện thì anh cứ về đi. Không có hận phải dạ, không? Dạ không không. Không em cầm con gà làm gì? À, dạ má, cảm ơn cô chú sáng giờ hỗ trợ con rất là nhiều. Dạ cô chú con về bận gì về trước đi ạ. Dạ. Hết tiền. Con có 10.000. Chưa tao nào trúng anh. Dạ. Để đây thử rồi. Anh hai ơi. Để gộp mắt thêm mấy con nữa anh hai. Đây là anh hai nè, giới thiệu anh hai. Anh rể của Thủy. Trời ơi, ổng rất cực kỳ dễ thương quá. Sáng giờ xuống làm phiền gia đình rất là nhiều luôn. Dạ. Ngon quá. Dạ, anh nuôi để anh đãi khách á. À, bữa nay mình cũng làm khách xuống, mình anh đãi bữa ngon quá. Bữa sau xuống đây quay MV, quay phim nữa Thủy. Dạ. Chính chưa ta? Quay MV được luôn nè. Quay MV đẹp á. Vô mùa thanh long á. Vô mùa vụ thanh long rồi. Thanh long này cũng mới cắt này mấy bữa. Cắt dạ. Nó ra bông cũng đẹp, nó để ra bông á. Dạ dạ dạ. Sáng sớm hả? Bông trái. Trái này trái màu đỏ màu vàng anh? Màu đỏ anh. Dạ. Dạ. Ruột đỏ. Thanh long vàng, thanh long Đài Loan. Dạ. Ngon quá. Cái này sao anh này cắt nhiều nữa con hay sao ăn sao anh? Cái này cắt cho mình chấm cái làm cái ớt mình chấm. Trời ơi, đói bụng quá. Dạ. Dạ này mới ngon mà đâu. Nghe nói ngon. Ăn mới biết à. Nghe không ngon. Trời ơi. Em thấy than còn dư nhiều quá anh ơi. Hai lần. Dạ nướng khoảng 40 con. Nó chưa sáng đồ ăn Thủy làm còn ngon quá trời nên giờ Thủy đang về nhà để lấy thêm qua đây nè ăn một bát. Dạ, nãy ngủ bắt gà rồi cho vui nè. Đồ ăn là to ê hề luôn. Rồi bà Thủy bắt đầu lột bà lột bắp. Nóng muốn chết vậy á. Từ từ lột. Ai ép nó lột nóng luôn. có ai đài đọ đâu mà lột thì nóng như vậy. Ăn thử một trái trước không? Thôi thôi mình đâu ăn được kỳ vậy. Biết tên luôn hả? Mình ăn trước cái kỳ lắm. Để đi đi để xíu ngủ em để vậy đi, lát lột ăn luôn. Dạ. Lột trước chi nó. Tính lột thử coi nó chưa chín thì bỏ lên nướng tiếp. Về thiết kế cái lò nướng này ha. Cái này là cái thùng phi anh cắt làm đôi để lên nướng. Rồi nãy ụp dài là nó giữ được hơi nóng luôn ha. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Ủa, kỹ nếu sư. Cắt lên làm đôi thì sao hai đầu nó đều bít được hết? Hả? À. Hàng cái sắc quê giật quê. Nó bít gì em hỏi bít gì? Em thấy hai đầu nó đều bít đó. Thì nó phải bít chứ. À, ý là phi mà. Ý là sẽ dọc. Làm đôi mà. À. Chứ đâu phải cắt làm đôi. Vậy sẽ dọc đây. Hả? Ở dưới đây là phần nửa cho nó phần nửa. Ừ. Bọn bác giải thích cho mọi người không bác. Cái phần phi cắt sẽ dọc thôi mà. Giống như khúc mía em trẻ trên dưới thôi. Đúng không? Đâu phải cắt cho ngang đâu. Đâu phải cắt làm đôi gì đâu. Này giờ bỏ gì lên nướng cũng ngon lắm. Bỏ hải sản cổ cắt lóc đồng lên luôn nó đã ha. Quy ra đi cắm đi cắm câu đi Quy. Cắm chắc chín rồi đó. Cắm đồng coi. Thì tối nay em cắm mình ở đây luôn ha. Sáng mình về. Nướng là ngon nhất rồi. Ngon kìa. Không vậy được rồi, đừng để thôi nó xíu nó khô quá đó. Vậy là ăn được rồi. Vậy được rồi. Giờ vô làm muối ớt, muối ớt. Chín rồi, thôi mọi người giải tán. Dạ dạ. Trời ơi, ngon nè mắt quá trời.
Hết chậm quá rồi. Lên luôn đi. Rồi vậy anh qua bển anh set up bàn để mình vô mình hát ha. Dạ. Bạn bài hát sau là có cảnh này luôn hả? Dạ có cảnh này luôn. Bạn sau hát sau tới nữa. Đi Thiện ơi, về Thiện ơi. Em về nha. Về đi. Ủa? Trời ơi nó ngon. Thiệt nó giờ tới giờ đói bụng rồi. Vô xé đi, vô xé đi. Vô làm mớ cho thiệt ngon luôn nha. Anh qua bánh anh sao? Nướng cà nữa hả? Dạ nướng lại thêm cho nó. Trời ơi ngon quá ha anh hai. Tới cái wifi là gì anh hai? 0937 192 thơm quá ha. 608 chưa có được đâu mà lại chưa tới phần mày đâu. Thôi lát ăn chung luôn đi. Ý em nói hôm nay nè đại ca này nè chưa đâu mày chưa có tới rồi. Sao thì chưa được ăn đâu. Có một cái cho nó anh, có một cái đầu cho nó đi, cái đầu kia kìa. Tới cái khoa phần cắt gà này là anh hai trợ giúp với bà con cô bác. Ôi ôi nó giòn rụng rụng luôn hả anh hai. Hay ăn gà này nè. Dạ hả? Cái này là gà Thái Dương. Gà nồi, nhưng mà gà là gà nồi đá. Chứ không phải là gà Bình Định nha. Gà Bình Định thì người ta cũng thả dừa nhưng mà nó không mà gà của mình gà nồi. Gà nồi miền Tây á. Mà sao nó trắng tươi vậy anh hai? Này nó thịt như là trắng gà nồi á. Không cái tơ. Cái lông á, cái lông con giống gà này nó trắng tươi vậy. Thì theo cái con gà trống gà cha nó đạp ra. Cha từng con, tùy từng con. Nãy mới nhìn tưởng gà ác nó, ủa mà gà ác đâu phải vậy. Đúng rồi. Cái này ôi, cái nước nó chảy xuống kìa. Nó béo ghê nè. Cái này là mỡ đó, ha. Mỡ. Chứ mình đâu có biết ướp miếng nước nào đâu. Không, cái này chỉ tỏi ớt nước tương thôi. Tỏi ớt nước tương với miếng cà no vô là ngon hơn, chứ đừng ướp cầu kỳ nó dở lắm. Đúng rồi. Thịt ba rọi gì đó, thịt ba rọi hay là thịt cái gì vậy? Đúng không, đừng ướp thêm mấy cái vàng vô. Đừng ướp chỉ đơn giản nước tương, nước tỏi, ướp. Với lại miếng cà no, nhiều đó thôi. Nó ngon hơn là mình ướp cái kia. Ướp thêm ngũ vị hương vô nó mất mùi. À, đúng rồi, nó ăn nó át cái vị thịt, mình ăn mình phải cảm giác cái vị thịt nó mới ngon. Còn mình ăn mà ăn vô nó ngọt quá, nó để lưỡi nó ngọt, cái nó vị thịt nó đâu có biết ngon. Cái này là coi như là gà chạy bộ nè, gà thả vườn. Thả vườn. Mà vườn lớn nha, chứ không phải thả vô cái vườn nhỏ xíu. Quê thì nó được cái ăn gà thì nó ngon hơn, người ta mua tại người ta nuôi thức ăn, còn này nuôi lúa. Ủa cái kéo gà bén quá ha. Đó hai dĩa. Trời cắt chuyên nghiệp ghê ta. Nhanh ha chị ha. Lịch kịch tới xong. Rồi. Rồi mời mọi người á. Là giờ mình dọn luôn hay sao ta? Dạ. Dọn ra đó hả? Rồi mình dọn. Thôi kệ mình cứ bưng ra đó đi. Ten ta ren, ten ta ren. Đó. Ôi ơi. Cái này bán 500 ngàn con bán luôn. Còn cầu. Tươi ghê. Hai ca nhạc sĩ đang tập bài, chia bài. Quá ngon. Cái này bởi vì ở quê thì cũng có hay, ở quê ở thành phố cũng có cái hay của thành phố. Dạ. Bình thường ở thành phố kiếm gà này khó lắm anh. Gà này gà chạy bộ. Gà chạy bộ. Gà thả vườn. Em ở chung nhà với mọi người á. Mọi người ăn gì ăn, em không quan tâm tới ngon dở thì. Em là chỉ quan tâm hát hò thôi chứ không quan tâm ăn uống phải không? Không, với lại em ăn uống đơn giản lắm. Tại nhìn tướng là biết rồi, không có đam mê ăn uống phải không? Nè, à, nhìn chị Thùy là biết là đam mê ăn uống nè. Có không chị mà để anh nói vậy? Không có hả? Kệ, hãy nói nữa. Có không? Đúng mà con quá. Giờ ráp vô là giờ rồi anh còn một bài hát nữa của Thủy với lại anh Hà. Sẽ gửi tặng đến bà con bác giá được cái chút. Gửi tặng bà con bác hang. Lấy đàn làm luôn. Trời ơi, vậy nè, mình ở quê mà có sao mình làm vậy. Ngon quá trời. Cái này có đâu làm nước chấm chưa để đi làm hả? Để bắp cho chắc ăn nha. Dạ. Có làm luôn chấm chưa? À, Linh ơi có gì em làm chém muối ớt đi Linh. Linh đâu Huy? Nhà Linh làm chém muối ớt. Nghe tiếng mà không có thấy người. Thơm quá.
Ủa cắt ra nó giòn ngụ 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 luôn á. Cái này mà giờ nãy xé còn ngon dữ nữa. À. Xé nhìn nó đã. Hát tiếp hả? Hát tiếp. Rồi nghe hát tiếp đi. Giờ tới Khương Dừa sẽ tập hát cho không phải cho Thủy với anh Hà tập hát nha bà ông bác. Dạ. Ngưng xíu để sợ cái này là Khương Dừa phải mua tác quyền, còn Thủy là sẽ bị bản quyền về nhạc. Cho nên là kênh của Thủy bà ông bác chỉ coi nấu nướng rồi coi nhạc được nhiều giống như kênh Khương Dừa. Dạ. Bởi vì nhiều khi em quay đoạn ngắn ngắn xíu, cái bà con hỏi là sao không quay nguyên bài mà quay có một chút vậy. Nó trời ơi, em bóc nguyên bài lên em dính bản quyền. Dạ, tác quyền cũng mà cũng cực khổ lắm mà bố ơi. Dạ. Được chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Giờ mình chuẩn bị ha. Ừ. Quá trời cái mâm đồ ăn luôn anh Khương ơi. Hả? Quá sáng, trời luôn. Buổi sáng không nhiều. Đầy bàn hết trơn. Có con khuya không để biết ở đây nữa. Sáng phải nấu là 6-7 món gì còn lớn hơn đám cưới. Dạ. Dạ là bà, xét đồ các kiểu. Bà cô, cô bác sáng giờ là mấy anh em của Thủy ở nhà của Thủy là được đãi ba cử rồi chứ anh hả? Ba cử cơm. Hai cử. Cử trưa với nãy phụ thôi. À hồi nãy mưa phụ. Dạ. Này giờ cái chính nè. À, là coi như là ăn là no nê quên đường về luôn đó. Này có giờ có thêm món mới nè. Dạ. Ngoài món gà nướng có cá lồng tông kho khô tiêu rồi trời, món đó báo phát luôn á. Ừ. Cái đó cũng dễ dầu kiếm luôn nha. Ngon ghê. Dạ cà tím nữa. Ở đây thì trên kênh của em sáng giờ em chưa có giới thiệu nhân vật. Thôi thì để bây giờ thì sẽ giới thiệu hay có gì tới khúc kia. Em giới thiệu Thủy trước đi, Thủy giới thiệu mọi người. Dạ rồi, em đâu nhắm được hết đâu. Dạ ở đây là có Thủy thì chắc bà con cô bác xem hôm qua giờ chắc cũng biết rồi. Đây là thí sinh giải nhất của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 tập 1. Dạ xin chào. Bây giờ nhờ Thủy giới thiệu gia đình giùm ha. Dạ. Trước tiên em giới thiệu đây là cha của em. Ở đây em cũng kêu cha luôn hả? Cha. Kêu cha mẹ dạ, không? Dạ, đúng là cha mẹ. Ừ. Rồi tiếp theo đây là dượng em, là dượng chính. Chính là chồng của cô Chính chồng nữa không? Chồng của cô Chính bên đây. Chú Mười. Chú Mười là em của ba phải không? Kế gần dạ. Cha là anh hai, anh rể. Đây là chị hai, ở nhà chỉ có hai chị em thôi. Còn đây là chị Nhung, là chị bạn. Chị Nhung là bỏ thu ra đi, hồi còn 2 tuổi. Đây là anh nhạc sĩ Phạm Hà, vừa là một cái người anh trai mà vừa là một cái người mà gọi là gắn bó trong cái con đường đi đi hát, đi làm sau này, kiểu như cũng có nhờ anh giúp đỡ. Anh nhạc sĩ thầy giáo dạy nhạc luôn. Dạ. Rồi bên đây thì là Huy, bà con cô bác chắc biết rồi. Đó thì có bé Linh, với lại đây là anh Giang. À, lâu lâu mới thấy anh Giang xuất hiện. Đừng có quan linh, đừng có quan linh. Bữa giờ cũng nhiều bà con cô bác hỏi anh Giang lắm á, bữa nay là anh Giang xuất hiện rồi đó. Dạ. Thôi mời cả nhà dùng cơm ha. Dạ rồi, mời cả nhà. Dạ, cả nhà dùng cơm. Dạ, nhà mắc cỡ không bác. Xưa giờ ăn cơm là ăn cơm bình thường thôi, mà hôm nay tự nhiên ăn cơm có quay phim nữa. Không, nhưng mà em nghĩ nó cũng dễ thương á, sau này là kỷ niệm mình coi á. Chừng mai coi thì không thấy khác biệt gì đâu, chừng 5 năm nữa mình lên coi là nó thấy là dạ hay lắm. Nhiều khi mình quên cái vụ đó, gia đình mà lâu lâu tụ họp nhớ đầy đầy đủ á, anh chị nhớ là thứ nhất là chụp tấm hình để mình làm kỷ niệm, cái thứ hai mình quay đoạn clip đó, đây cứ quay để mình lưu máy, mình giữ giới thiệu sau này mình coi. Đây cái clip ở nhà là em giữ lại. Dạ, kỷ niệm á. Cái đầu em in ra, em in ra làm cái album á. Dạ. Album cái em giữ lại. Dạ dạ. Còn có món ăn thì ngon ngon thì cứ kêu em với Thị. Chạy xuống, từ hộ quán xuống tiếng máy. Nó chứ mời dùng cơm à, nhờ mời bác. Dạ, mời các chú, các cô. Dạ, mời bà con, cô bé. Mời cả nhà dùng cơm ngon miệng với gia đình em nha. Dạ. Này, đây, chén con đây. Dạ, dạ. Có, đây, đây. Mọi người cứ ăn đi, bên nào cũng có cơm. Bánh hay quá. Đúng rồi. Qua đây, qua đây. Dạ dạ dạ, nên con đang chưa, con không có dùng, con dạ để mọi người dùng đi. Dạ. Trưa nay nói chiều làm được dạ, thì con chưa tí xíu con giao lưu một xíu. Đi qua ngồi chơi giao lưu. Cái này là gà lúc nãy mấy chị em thì nướng nè bà con cô bác. Giờ mới rất ra. Rất là ngon. Ủa sao bảo đâu?
đảo rồi. Rồi xin phép nha. Xin phép ông trai dùng miếng cà giờ cà dạ, gà ngon quá trời luôn bà con cô bác. Chín ăn gà đi chín. Ăn thử gà nướng đi. Anh thấy là đủ. Dạ. Bây giờ mình chỉ ăn cái món nào có chữ A thôi. Chữ món nào có chữ A anh? Ừ. Mình chỉ ăn cà, ăn cá, ăn gà, gà bắp cũng có chữ A. Mà nó có chữ A. Hay là uống ôm luôn, ai này lo ai ôm. Lo ai này ôm ha. Nướng nướng ngon quá. Ngon quá. Hiểu đang gọi lên mày. Dùng đi anh Khương nè. Cái này cái này thấy ấy em không? Phải múc riêng không? Chị Nhung thích ăn cà. Không, mọi người chọt cho mình luôn. Chị Nhung thích ăn cà. Múc qua chén đi. Sao em thấy nhiều người thích ăn cà lắm á. Trời nhìn thấy thì khờ thấy rõ. Thấy khờ thấy rõ. Thấy là muốn xỉu rồi. Ăn chay mà ăn sơ sài quá. Có được cái chất đạm á. Dạ. Ăn bao lâu lận Thủy? Dạ. Ăn hết một tháng. Đây đây đây. Dễ mọi người gấp vô từng đồng. Có ai ăn được cái phao câu không? Phao gà nè. Phao gà. Có nhiều người thích ăn phao câu á, không biết ăn. Anh hai em lấy liền anh hai. Cái này là cá lồng tâm tâm. Cá lồng tâm cá, cá trắng. Không, con cá là cá trắng, cá trắng. Nó mềm còn cá lồng tâm cứng nha. Cá trắng cái này ngon, cá này cá bự nè. À nó cũng giống như cá lồng tâm. Đúng rồi. À. Nhưng mà nó lại lớn. Dạ. Nó mềm. Như em là cá trắng cá lồng tâm không? Cá lồng tâm trên đầm hả? Cá này thì mình kho riêng chứ mình cuốn cái này hơi bự. Cuốn chung chắc thì cá nhỏ hơn chút. Cá này mà có trứng nè. Cá này cắt đầu đó à. Cắt đầu lúc mẹ đã ruột ra luôn trứng đi ra đâu. Chứ cá này trứng luôn. Thích ăn cơm trắng bao khá không? Có cơm trắng. Có cơm đó anh. Không có nào ăn con cơm trái á. Dạ. Cơm cháy nữa. Thử gà nồi con nó khác với gà ta. Gà nồi với gà ta khác ha. Nói thiệt nha. Rồi, gà ta là hồi nãy mà nướng ở trên đó mình vừa bóc xuống ăn chắc nó đã lắm. Nó giòn, nó ngon, nóng á. Cái nước nó còn á, nó chưa có nhiễu. Nó đem xuống nó vẫn ngon nhưng nó nguội. Ở đây em thích ăn á, em thích ăn nguyên con nướng xong cái để trên bàn cái ai ăn gì cái tự cắt ăn em thích dễ hơn là không, cắt nhỏ nhỏ vậy. Có người thích ăn nguyên con thì sao? Có người thích ăn nguyên con sao? Nướng xong rồi xé anh ăn liền á, trời ơi đã. Xé em lại chỗ mình ăn chứ không có chặt nha. Mình ăn mình để cái kéo hoặc cái dao đó. Mình ăn cái mình cắt. Ai thích cái thứ gì đông. Để ăn vậy cho nó dân dã không? Mà ăn vậy nhưng mà nó dừng nó rừng rừng vậy hơn chưa vậy chứ có xiên hay còn gì nữa. Mà công nhận nướng kiểu này nó giòn dễ sợ luôn á. Cái da con gà nó giòn khú mà. Lấy giùm chú 12 cái ly nữa. Sắp tới nhà thầy sẽ có cái thùng phi. Chắc về cho em nghiên cứu làm cái thùng phi quá. Nhưng mà nướng thì em nướng cái gì bự cũng được. Bây giờ con heo á, anh có làm cái cây đi lên đó. Giờ dạ. Mình nướng heo. Ủa nướng heo sao anh không? Anh không kêu em xuống nha. Nướng heo hả? Nướng heo sao? Như quay luôn hả thầy? Giống quay luôn hả? Đúng rồi, nguyên con vậy á. Nguyên con vô lắm. Đúng rồi, vậy đó. Nhà mình hay ăn đồ nướng lắm anh. Đông mà. Không để chị nghe đuổi anh về. Dạ. Mẹ tiếp. Không chịu à? Không con không có ăn hả? Không ăn rồi. Thấy tội. Tội nghiệp em đứng em nói giờ ăn gì mà ăn gì tội nghiệp quá. Có nướng nhậu à? Uống gì chưa? Ít thôi. Có nghe có anh không? Dạ được rồi chị. Anh hai không lấy em cuốn là nó uống cái đồ này. Hay nói mấy anh ở ra đây ngồi ăn luôn đi. Mấy anh này cũng cực luôn mà không thì quen nhưng mà ra đi ra ngồi ăn. Dạ con cũng ra, mọi người vui ha. Gia đình của mình chắc là mỗi dịp Tết rồi chắc đông vui lắm ha. Dạ, Tết vui lắm. Tết vui lắm chị. Có gói bánh được không?
À, hồi lúc trước có gói thì sao quán này nem, à... giờ quán nem gói bì á hả, thịt từ thịt heo mình giảm làm nem á, bánh xèo hả, bánh xèo rồi bắp kho rồi đó, nướng heo. Em nói anh về vấn đề ăn uống là ở nhà là menu dài lắm hả, tư tưởng là rất là nhiều, ngon quá. Nướng heo nướng mình con cái chặt chảy lá chuối vậy đâu. Ủa nhìn hấp dẫn quá ha. Mốt mình xuống đi cái em sẽ làm heo rừng á. Con vuốt qua lúc mà trời thấy nguyên con heo đó. Đó, cái lò của mình là nướng này nè. Ừ. Nó mỏi không? Đó, nướng đó. Heo nha, heo rừng mình á. Heo rừng. Ừ. Heo rừng. Lên gì đó. Cũng cỡ nướng rồi cũng còn mình nướng. Tội nghiệp quá, nhà không có bàn ghế ăn lên đó chuối vậy, thấy thương quá ha. Để gì mà để vậy á. Cho nó bằng giả chút đó. Con dẹp nhà ra không có gì ăn chân, ăn heo kể cả lên lá chuối ăn đó. Nó gửi qua cưng cho mẹ rồi. Nó xuống này đi, cái mình làm kiểu này nè. Con heo á, nếu mà nướng vậy ăn ngon. Rồi hẹn cái MV của anh Thương nha. Hẹn cái MV. Con heo chừng mười mấy hai chục ký thì mới ngon, heo bự quá. Vậy là phải đợi mùa thanh long. Sắp tới rồi. Lúc nào đi chơi cũng được. Thanh long là của ai anh? Của cũng gần đây, gần bên đây thì bà con bên đây thì cũng gần, mình mượn cảnh quay được gì bây giờ thì nhà mình cũng có trồng thanh long này, là của cái nhà kế bên nhà của chú Mười. Cái nhà kế bên đó ba gian đó, nhà kế bên đó có trái đẹp quay rồi cảnh mà cắt rồi quay vậy hay. Cái ly nãy chú Mười bỏ con đá trong đêm rồi. Ủa có người hồi nãy có mát hả? Cái ly nãy chú cầm buổi tối là mở đèn khắp khắp hết trơn không con? Lấy giật đợt xe lại chở lại con nãy em cắt bằng ngày đi tốt dạ đi đêm có mang đèn trời thắng chinh dạ nói nghe cái bé quay phim nãy em đói bụng nè có đói đâu chú ăn rồi mà ăn rồi chưa khu bên kia tự nhiên nha, giờ nước trắng trắng thế nên khỏi chờ luôn đi. Dạ dạ. Chị dùng tự nhiên nha. Nhà mình vui ghê luôn, nó đông. Ở đây là ít á, bình thường đông lắm. Dạ hả? Bình thường này ngồi lên như đây không đủ. Đông lắm, con cháu đông lắm. Dạ. Ngày nào cũng vậy hết hả cô? Cái này là chỉ một góc nhỏ thôi. Vậy là cái sân cái này nhà người mình lớn ngồi đó. Giáp sân luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ở bển là cái sân rộng. Nghe chú mà thứ 10 là biết rồi á. Đông lắm, con cháu thì đông, tại nay mới có mấy ông anh không về quê nữa, chứ bình thường là đông. Con cháu đông nhưng mà ở gần không? Đúng rồi, ở gần. Chứ không ai đi lập nghiệp gì xa, làm xa là? Cũng có nhưng mà ví dụ Tết thì cái là gom về. Dạ. Về hoặc là cuối tuần thôi, chúng đâu xa. Ừ. Đây thành phố sắp bên, sáng đi chị về cũng được. Ví dụ đi làm về cái có tiệc cái hú cái chạy xuống xong rồi chạy về vẫn kịp, mai đi làm tiếp cũng được. Ở đây là nhậu ở đây thoải mái, người ta hát mình không phiền ai hết. Thoải mái. Cả trong nhà trong khi có những người già thì ta nghe ta chịu nổi. Cái mình xây cái nhà vườn để mình ra hát, người ta hát ở đây. Mấy đứa nhỏ lớn. Cái quán này của mình cũng lý tưởng ghê á. Cái quán mình mới mở, không ý định mở quán, chỉ mới mở đây thôi. Quán chủ để làm để có bạn bè á. Dạ, thôi cảm ơn bọn bác. Dạ. Cảm mấy bạn nãy ăn trước rồi. Tài xế nè. Dạ rồi, vậy mấy anh em cũng xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi hết clip. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Dạ, kính chúc bà con sức khỏe. Cảm ơn nhiều, bye bye. Rồi, quay vô em. Khi xem video, nếu cảm thấy yêu thích, bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên, bấm vào biểu tượng kênh, có hình thì Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình cái chuông. Bước cuối cùng, bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.